Ngày 10 tháng 10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thế An, 30 tuổi, quê thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Hoàng Văn Hưng, 19 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, về tội sản xuất hàng giả. Nguyễn Gia Hát, sinh ngày 21 tháng 12 năm 2006, quê huyện Trà Cú, Trà Vinh, cũng bị khởi tố cùng tội danh nhưng cho tại ngoại. Trước đó, Công an Kinh tế phát hiện trên sàn thương mại điện tử có cửa hàng Mũng Shop, chuyên dầu gió với khoảng 3.200 người theo dõi. Phát hiện nhiều điểm bất thường, Công an Kinh tế đã tập trung, xác minh điều tra và phối hợp Công an huyện Cần Đước, Long An kiểm tra văn nhà ở ấp Long Thanh, xã Long Trạch, Cần Đước do An, Hưng và Hắc thuê. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 30.000 chai dầu các loại giả mạo, trong đó có 21.000 chai đã dán nhãn giả. Còn lại chỉ mới rót chất lỏng giả dầu vào chai nhưng chưa kịp dán nhãn. Bị bắt quả tang, An thừa nhận đã trực tiếp đi mua hóa chất, hương liệu về phối trộn và cùng Hưng, Hắc làm các chai dầu gió giả để bán qua sàn thương mại điện tử. Ngoài các sản phẩm trên, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 110.000 vỏ chai dầu, 1,8 tấn vỏ hộp dầu, 630 chai dầu đã chứa nước dầu giả chưa đóng nắp chai, 183 kg tem dán, 217 kg giấy hướng dẫn sử dụng, 184 kg màng co, cùng nhiều loại thiết bị sang chiết dầu, đóng chai và thùng chứa hóa chất để sản xuất dầu giả. Ngoài việc trực tiếp bán và giao qua sàn thương mại điện tử, An còn bán số hàng giả này cho người khác với số lượng lớn.